Thiền xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay Thiền tới đây quay phim nhà của anh Lê Minh Hải ở ấp 1 xã Vĩnh Hưng Bắc. Thì cũng nhà này cũng thuộc hoàn cảnh nghèo khó khăn, không có đất đai, không có ruộng, thì chỉ sống bằng nghề xịt thuốc mướn rồi thôi. Thì đây là cái căn nhà của anh sau khi được dựng lại ở tạm đó. Trước đây cũng có nhà nhưng mà già nó cũng đã bị sập rồi. Thì một vài hình ảnh phía bên trong thì trò chuyện cùng với gia đình của anh để hỏi thăm thêm cái cuộc sống của gia đình đó. Thì mời tất cả mọi người cùng vào trong với Thiện nha. Chào anh, ngồi trên đây đi anh, ngồi trên giường đi. Rồi vợ con ngồi đây luôn đi. Tháo này ra xíu được không? Dạ, anh tên Hải, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay anh 45. Rồi chị tên gì? Em tên Phương. Nhiêu tuổi rồi chị? Năm nay 34. Rồi anh chị có được mấy đứa con? Hai cháu à? Rồi cái công việc của anh hàng ngày làm nghề gì anh? Công việc hàng ngày thì anh đi xịt lúa cho người ta, xịt lúa mướn cho người ta. Xịt lúa mướn. Người ta dụ đi theo máy cắt. Có nghĩa là theo nghề nông đó ha. Dạ. Rồi chị đây làm công việc gì? Dạ, đang con giữ nhỏ đưa đang đi học mà giờ cũng chưa có làm được gì nhiều. Dạ. Chị tên gì? Dạ, tên Phương. Phương, dạ. Rồi hai đứa, có đứa nào đi học chưa? Hai đứa đi học hết rồi. Đứa lớn học lớp mấy? Lớp 6. Rồi đứa nhỏ? Học lớp mầm, lớp 5 tuổi. Mẫu giáo. Em thấy ở dưới có nuôi vịt đó, phải vịt của anh không? Phải. Vậy hả? Nên nuôi được nhiêu con anh? Nuôi được có 30 con à. Nuôi vịt đẻ hả? Nuôi vịt siêu thịt. Siêu thịt. Rồi ở nhà có làm ruộng làm gì không? Không, anh không có ruộng. Dạ. Không có ruộng rồi đi làm mướn không hả? Đi làm mướn. Rồi chị trước đây có làm mướn gì không? Một lúc chưa có bé thì còn đi làm mướn được, còn từ bé đi học tới giờ mắt đưa rước bé không có đi được. Dạ. Yeah. Trước chị làm nghề gì? Đường lục bình hả? Không, cũng như làm cỏ vậy thôi. Tiêu. Làm cỏ, hái tiêu rồi lặt vặt vậy đó. Chị quê ở đây luôn hả? Dạ, bên Thái Đế vậy đó. Cũng xã này luôn hả? Bên khác xã, bên Vĩnh Quận Nam. Ở đây Vĩnh Quận Bắc. Dạ. Yeah. Rồi anh đi làm vậy thu nhập đỡ không anh? Thì ví dụ như đi cắt lúa rồi ngày cũng kiếm 120. Có bữa cũng không có, bữa trời mưa mình đâu có cắt được. Hình em nghe nói lúc trước là nhà của anh chị sập rồi hả? Sập rồi cái nhiều cái ở về dài xóm á, tao thấy gì người ta người cho người ít cây về dựng ở lại. Dạ. Yeah. Mà lúc trước bị sao sập? Bị bão. Rồi dựng lại được cái nhà này. Cũng hàng xóm là cho cây lá hả? Nhà anh em đông không? Nhà anh em đông, tới 9 anh em rồi. Anh em ra riêng rồi, không có ai có ruộng hết hả? Rồi bà già đất ít đó. Không, mình không có đất. Dạ. Yeah. Rồi chị thấy cuộc sống gia đình nãy giờ gặp về vấn đề gì, chị khó khăn về vấn đề gì? Nhưng giờ dọn tiền cho con ăn uống đi học này kia lặt vặt, nó như bây giờ con còn nhỏ chưa có làm được ra tiền á. Lúc trước thì còn đỡ, còn làm ra tiền, còn đi làm là được, nó chưa có ấy rồi đó. Nó còn đỡ, còn giờ cái nó lớn, nó bây giờ đang đi học mà lại không được đi làm được nữa. Chị đi làm không được, rồi anh thì làm thì cũng đủ mua gạo đồ ăn thôi ha. Giờ thiếu tiền cho con đi học. Dạ. Nhà cửa này cất lại bao lâu rồi? Giáp năm rồi. Giáp năm à. Ở bên kia gần trường dễ đi học ha. Gần trường. Dạ. Thì em cũng có cùng đi chung với các anh em ở trong địa phương đó, cũng chỉ em tới địa chỉ này để giúp đỡ cho gia đình anh chị.
Thì hôm nay tới đây thì em gửi tới anh chị 1 triệu ha, để anh chị lo cho mấy đứa nhỏ đi học ha. Dạ. Thì thấy mấy đứa nhỏ nó đi học nó cũng không có điều kiện đó, thì gửi tới anh chị 1 triệu để mấy đứa nhỏ có tiền đi học nha. Đây là thì cái số tiền Thiện cũng thay mặt chị Thư ở bên Úc Châu gửi tới gia đình 1 triệu đồng. Thì này là cái số tiền thứ 9 triệu mà chị gửi cho Thiện để giúp đỡ bà con nghèo đó. Đây em gửi cho chị ha. Dạ. Cảm ơn. Này là của một người chị, chị Thư ở bên nước ngoài gửi cho gia đình để chị lo cho con chị ha. Dạ. Rồi chúc cho anh chị được nhiều sức khỏe nha anh. Dạ, cảm ơn. Dạ dạ. Con tên gì? Yến. Yến hả? Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Con mấy tuổi rồi? 10 tuổi. Con học mẫu giáo rồi hả? Học mẫu giáo. Con học gần đây không? Dạ, trường không xa, tốt dưới đó. Con nói con. Dạ. Rồi chúc cho anh chị được nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn nha. Dạ. Hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ thêm cho anh chị nữa, để anh chị có điều kiện sửa chữa nhà, xây cất nhà lại ha. Cảm ơn em. Dạ. Mấy con mua sữa cho ngoại. Sữa này ngoại uống được nè. Này, ngoại coi thế nè. Cầm nổi không? Sữa nào mà uống không được. Cầm nổi là còn mạnh lắm đó. Dễ rồi. Chụp đi tới đâu rồi? Sáng giờ con đi bên xã Bàn Thạch đó, con mới về. Rồi ngoại khỏe lại cho ngoại. Khỏe con. Khỏe à, chạy xuống đây đi ngoại. Con mua này là cho ông ngoại hai lon. Còn bà ngoại 1 lon nha. Chứ bà ngoại đừng có nhường ông ngoại nha. Ông ngoại 2 lon là ưu tiên rồi, bà ngoại 1 lon. Rồi hết mua nữa hả ngoại? Tại vì mua nhiều quá để lâu không được ngoại. Mua này uống hết đi rồi mình mua nữa. Hai lon nhiều. Dạ. Lon nhiều. Lon nhiêu hả? Có nhiêu đâu, có 700 gì đó. Lon này có 700 mấy á. Nhưng mà biết sao không? Tại vì ngoại già đó, cái sữa này nó tốt. Tại vì nhiều khi không ăn mà uống sữa cũng khỏe nữa. Cái này ăn được chén hơn chén rồi mẹ ơi. Dạ. Để tao vô lấy tiền. Đó. Con con mua cho ngoại khỏi khỏi tiền. Ngoại cho đó gì nhiều hơn cái này chút đỉnh mà. Này là pha đó ha. Dạ, pha với nước đó ngoại. Còn cái kia khỏi pha. Mà uống cái này chẳng sáng có chuyện êm hơn mày cái kia nó lạnh ngắt cái ông ngán. Đúng rồi, cái này cái này uống với nước pha nước ấm ấm á, uống nó êm hơn. Chứ không có sôi à. Đừng có sôi, sôi không êm đâu. Nước nóng để nguội, pha là êm. Tại vì 30-40 độ là pha vừa. Chừng nào đi du lịch? Chắc nhân nghỉ hè về không ai? Nhân nghỉ hè đi. Nào? Dạ. Khỏe rồi hả? Khỏe rồi. Giàu quá. Trời đỡ được 35 kg rồi đó. Không nó có 30 hả? Cái khoảng 30 hả? Ừ. 5 kg. Lên được 5 kg à. Đây đi nằm bệnh viện 9 ngày lên được 5 kg luôn. Gán lên thêm 15 kg nữa được rồi.
Mày ăn sao mà lên được 15 kg nữa là đẹp trai liền. Này bị sao vậy mày? Bầm hả? Đâu, tại đây người ta nói cái gì, không gì da đó. Nhưng mà không đau hả? Không đau hả? Không đau không gì không? Không đau. Nổi hết rồi cái nổi nữa vậy đây. Ngoài uống thuốc, thuốc này là thuốc thuốc gì? Thuốc ho. Thuốc ho. Thuốc mà thuốc nam á. Uống thêm coi. Dạ. Mình thấy uống hồi đêm hôm này thấy đỡ mà. Không da ho. Ngọt nhắn lòng nó bổ khổ á. Con nhớ rồi đó, còn làm chuồng gà chứ ngoại đó, ngoại còn im lắm. Lúc đó là còn mạnh lắm. Bây giờ ốm nhiều. Bị ốm gì quá. Hồi đó cũng được 40 mấy ký. Bây giờ đây hâm hởm còn có 30 ký. Cái gì? Năm nhất lớn da đó. Khỏe rồi gì á? Bác sĩ cho gì em gì á? Bữa nay mới gặp à? Thì tới 9 bữa mới về đó mà. Bữa nay mới gặp đồng chí. Đồng chí già. Lại thăm 2 lần rồi không có nhà. Nó chưa về ở nhà thương. Đứng thôi bác tử. Uống nước đi con. Rồi bệnh gì vậy? Nó ta. Trời ơi. Bệnh phổi. Viêm phổi, ho gì đó, có nhiều đó. Ăn uống không được. Rồi qua mà ngoại chuyện nước biển liên miên. Chứ ở đây mà vô con chai là 90 90. Rồi ra ngoài người ta mấy ngày đó ta đâu có tính tiền đồng bạc nào đâu. Không có. Bữa hôm đi đi cũng làm hết một chai 90 ngàn đó. Rồi thì ở đây 90 không? Ở ngoài ra nó miễn phí cho không mà. Người thuốc có 2 lần. Bệnh viện cũng nằm đó miễn phí luôn. Thuốc thì uống liên miên, chết cũng liên miên luôn hả? Đâu tính tiền. Làm được cái kia mà không có ai ở với tôi. Trời ơi, tại vì ở ngoài có mình anh đó bà. Thằng cháu, cháu này, nó phục vụ. Cháu này nó phục vụ nè, mua sữa đa lợi đó. Dán cho ông lên ký được chừng 50 ký được. Vậy mà tao đi nằm mấy bữa tao sợ sụt ký chắc. Bây giờ lại bình thường. 50 ơi. Bình thường rồi. Ăn trầu cho mẹ ngon à. Ngon rồi. Có vẻ cao kìa. Để chở gì gặp bà Út đẳng không? Hả? Gặp bà Út. Mới lại tới đây. Chưa lại tới đẳng hả? Bà Út lại tâm sự đằng cà dẹp. Cao đó mới bẻ đó. Chừng 100 ngoài gì đó. Mới bơi đi bán rồi. Bữa hổm mới dầm đi trên đó bán kinh của Hai Miên á. Bữa hổm chứ lợi là vợ Hiếu nó bẻ. Nó bán cho hai hết 1 chục rồi. Còn nửa chục cái còn mang. nửa chục đó, nó nửa chục cái 10 cái. Còn 10 cái mà người ta tính cho nửa chục thôi. Người ta lấy tiền nửa chục à. Nó ngay ra đi. Hôm đó con kia kìa phải còn bự lắm rồi. Thằng mấy nó qua cái nựng hoài cũng vàng gì nè. Chết ngắt luôn. Chết hả mày? Sao vậy? Ăn hết xịt ha. Còn mày nè, ăn cái bụng cái kìa. Chết. Xuống à, xuống cái ly nước à. Chết. Bà khiến thấy gì không? Không ưa nuôi mèo đâu, khiến hả?